Kính thưa quý vị, tiếp theo đây là chương trình Kinh tế Tài chánh cuối tuần do Tiến sĩ Tạ Cử Hải thực hiện. Kính chào quý khán giả của SBTN, chúng tôi là Tạ Cử Hải từ thủ đô Hà Thịnh Đố. Và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần

Lãi suất mortgage theo Freddie Mac ngày 25 tháng 4, 2013, 30 năm cố định là 3.40%, 15 năm cố định là 2.61%. Tình trạng thất nghiệp trong tuần lễ kết thúc 20 tháng 4, 2013, có 339.000 người nộp đơn xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, giảm 16.000 so với tuần lễ trước đó, theo phúc trình của Văn phòng Thống kê Bộ Lao động hôm thứ Năm 25 tháng 4, 2013 tỷ số thất nghiệp của Mỹ xuống còn 7.6% kể từ hôm thứ Sáu, mùng 5 tháng 4, 2013. Tình trạng furlough đã ảnh hưởng đến ngành hàng không và du lịch, gây trì trệ hậu quả của sự giảm nhân viên kiểm soát không lưu tại những phi trường lớn. Tình hình kinh tế và tài chính Mỹ Thị trường chứng khoán tuần này kết thúc với Dow Jones tăng 1.1%, Nasdaq tăng 2.3% và S&P 500 tăng so với cuối tuần trước, mặc dù có thăng trầm trong tuần. Các phúc trình hôm thứ Sáu 26 tháng 4 về lợi nhuận công ty không được như ý, kể cả tổng sản lượng nội địa GDP của Tam Cá Nguyệt đầu tiên 2013 là 2.5%, dưới sự kỳ vọng 2.8% của các nhà kinh tế. Giá dầu thô xuống dưới 90 đô la một barrel trong tuần và kết thúc ở giá 92 đô la 96 cuối tuần 26 tháng 4 2013 giá sân xuống ở mức 3 đô la 52 xu một ga lông theo công ty Ba Chí A ngày 24 tháng 4 2013. Giá vàng cuối tuần là 1.457 đô la 20 cent một ounce, căn cứ vào thứ Sáu 26 tháng 4. Thị trường địa ốc đang tiếp tục cải thiện và trở thành một lực lượng chính trong kinh tế Mỹ trong giai đoạn này. Giới đầu tư lên tinh thần vì số lượng nhà mới khởi sự xây cắt đã đạt tới mức trên 1 triệu trong tháng 3 lần đầu tiên kể từ tháng 6 2008. Số nhà bán trong tháng 3 tăng 13.6% so với năm trước và tăng 1.5% so với tháng trước. Giá nhà tiếp tục phục hồi đã tăng 8.1% trong tháng Giêng. Vùng thủ đô trở thành thị trường rất nóng trong tháng 3. 75% số nhà đã bán rất nhanh chỉ trong vòng 2 tuần lễ với nhiều người dành mua. Dù vậy, người mua có vẻ như chưa mua địa ốc đủ nhanh như sự kỳ vọng. Vì vậy mà một số chuyên gia quan ngại rằng sự phục hồi của thị trường địa ốc có thể không kéo dài bởi ba lý do. Thứ nhất, sự phục hồi của địa ốc được dẫn đầu bởi giới đầu tư khai thác tình trạng lãi suất thấp và giá nhà rẻ, nên khi lãi suất và giá nhà lên, họ sẽ rút ra. Thứ nhì, sự phục hồi kinh tế hiện nay không đủ mạnh, việc làm vẫn còn rất ít, thay vì yểm trợ lại trở nên có tác dụng thất lợi cho thị trường địa ốc. Và thứ ba, việc cắt giảm ngân sách của chính phủ 85 tỷ Mỹ Kim cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực vào thị trường nhà trong mùa hè này. Tuần này lãi suất vẫn còn rất thấp, giảm so với tuần rồi. Lãi suất 15 năm cố định đang ở mức thấp nhất, thấp kỷ lục. Đây là thời điểm thuận lợi để vay tiền mua nhà và nhất là xin tái tài trợ trước khi quá muộn. Tình hình kinh tế và tài chính thế giới Các quốc gia thuộc Liên hiệp Âu Châu tiếp tục có tỷ số thất nghiệp kỷ lục 12%, với gần 25% giới trẻ dưới 25 tuổi không tìm được việc làm. Chính phủ Tây Ban Nha hôm nay cho biết phải cần thêm 2 năm nữa mới có thể thỏa mãn được những chỉ tiêu ngân sách đã đồng ý với Liên Hiệp Âu Châu trong chính sách thắt lưng buộc bụng kinh tế của nước này. Ngân hàng Nhật Bản hôm thứ Sáu 26 tháng 4 tuyên bố vẫn kỳ vọng vật giá sẽ đi lên nhờ kế hoạch cứu nguy tài chính mặc dù hàng hóa hiện nay đang bị mất giá tại Nhật Bản. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn gặp lại quý vị trong kỳ tới xin cảm ơn tất cả quý vị